Xin chào quý vị và anh chị. Với cái tầm tài chính khoảng 1,2 tỷ đồng, anh chị chỉ có thể sở hữu cho mình những cái mẫu xe dạng như kiểu là Toyota Fortuner, Ford Everest hay là Hyundai Santa Fe dạng đã qua sử dụng. Thế nhưng cùng với số tiền đó, anh chị đã có thể sở hữu thẳng cho mình cái mẫu xe được mệnh danh là biệt thự di động hay là Boeing mặt đất Lexus LX570. Thực sự đây là một điều mà có thể là đáp ứng lại ước mơ, hay đó có thể coi là một sự trả thù quá khứ đối với những anh chị đã từng mơ ước, đã từng mong muốn sở hữu chiếc Lexus LX570 này. Và hôm nay, để đáp ứng cái nhu cầu mong muốn tìm kiếm cho mình những cái mẫu xe full size 7 chỗ hạng sang đến từ thương hiệu Nhật Bản này, thì em sẽ giới thiệu lại cho quý vị anh chị cái mẫu xe mà đem lại cho chúng ta rất rất nhiều những cái giá trị. Xin giới thiệu với quý anh chị chiếc Lexus LX570 sản xuất năm 2008. Chiếc xe này của em đã được up form lên 2015 rồi anh chị nhé. Nó sẽ hiện đại hơn và sang trọng hơn rất nhiều. Và thưa với quý anh chị, chiếc xe này cũng đã lên một số những cái đồ chơi, ví dụ như hệ thống đèn hay là hệ thống camera 360 và màn hình giải trí. Chiếc xe này của em thì mang ngoại thất màu vàng cát và nội thất màu xám, hai tông màu có thể coi là nó sẽ rất rất là trung tính, nó phù hợp với những cái bác trên 40. Và chiếc xe này nó đem lại khả năng vận hành tuyệt vời anh chị nhé. Thời tiết Hà Nội đang mưa rồi, nhưng mà dưới cái bầu trời này, với cái ánh nắng này, cái màu sắc này vẫn cực kỳ đẹp anh chị nhé. Thời tiết âm u nhưng cái màu sắc vô cùng đẹp. Và chiếc xe này cũng sẽ được trang bị rất rất nhiều những option, có thể kể tới như chìa khóa thông minh, hệ thống đèn có khả năng chiếu sáng rất tốt. Và động cơ trên phiên bản 570 chắc chắn phải nói rồi, đó là động cơ hút khí tự nhiên 5.7 lít, choi công suất cực kỳ mạnh mẽ. Và tất nhiên rồi, với cái động cơ như vậy và chiều dài, tổng khối lượng rất lớn, cái lượng tiêu thụ nhiên liệu thì chắc chắn rồi, nó sẽ phải khoảng 19-20 lít trên 100 km đường tổng hợp. Nhưng mà quan điểm cá nhân em, với kinh nghiệm bán rất rất nhiều những cái mẫu Lexus, thì những người sử dụng chiếc xe này sẽ không bao giờ quan tâm đến cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu. Nhưng mà em sẽ nói qua một chút anh chị nhé. Và thực sự là thưa với quý anh chị, thời điểm đây là có thể coi là thời điểm vàng để sở hữu cho mình cái mẫu xe Lexus LX570 này rồi. Nó quá đẹp và quá dễ tiếp cận thời điểm hiện tại rồi. Đó, anh chị nhìn thấy form dáng nó có bệ vệ, nó có uy quyền. Ở Việt Nam thì những cái mẫu xe này thì nó dành cho những chủ tịch rồi, dành cho những chủ tịch thực thụ, những cái người thích cái sự sang trọng hiện đại trẻ trung, nhưng nó vẫn trầm lắng, nó không phô trương như những cái mẫu xe đến từ Mercedes-Benz hay là BMW đâu, mà nó sẽ sang trọng theo một cách tinh tế nhất anh chị nhé. Với cái tầm tài chính khoảng 1,2 tỷ thì em đánh giá đây là một mẫu xe đáng để sở hữu. Cái trải nghiệm lái đem lại tuyệt vời, cực kỳ hay anh chị nhé. Và vào trong khoang nội thất của một chiếc xe đến nay là hơn 10 năm sử dụng rồi thì nó sẽ còn những gì? Chúng ta sẽ có những cái bề mặt táp lô, táp ly còn rất mới anh chị nhé. Vô lăng, cần số hay là ghế da, đó anh chị có thể nhìn qua nhé, rất rất mới. Và những cái option kèm theo em sẽ kể qua một chút, đó là những tính năng liên quan đến đèn auto này, hay là gập gương gạt mưa auto, màn hình giải trí và gương chống chói anh chị nhé. Chúng ta sẽ có cửa sổ trời này và màn hình đằng giải trí đằng sau. Và đây là một cái bảng điều khiển trung tâm thì nó sẽ mang cái thiên hướng là cổ điển hơn một chút anh chị nhé. Và với một chiếc xe tuy sang trọng hiện đại, thế nhưng cái khả năng vận hành tuyệt vời thì nó sẽ có những gì? Chúng ta sẽ có màn hình táp lô, nó đậm chất thể thao, có rất rất nhiều những cái thông số báo trên này. Và chúng ta sẽ có thêm điều chỉnh liên quan đến nâng hạ gầm này, cài đặt những cái tính năng giảm xóc hay là những tính năng liên quan đến cài cầu, cầu nhanh, cầu chậm, sưởi sấy và làm mát ghế. Thực sự là đây có thể coi là Boeing mặt đất, một chiếc xe mà ngập tràn công nghệ. Chúng ta sẽ có thêm nhớ ghế 3 vị trí cho cả hai ghế phía trước và hệ thống loa cao cấp McLavision. Đây, thưa với quý anh chị, đây là hệ thống loa mà một trong những hệ thống loa cao cấp nhất thế giới xe thì điểm hiện tại. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe này thì thực sự là vô cùng rộng rãi và thoáng đãng anh chị nhé. Anh chị có thể nhìn này, độ ngả rất tốt luôn, có bệ tì tay, có điều hòa auto đằng sau, đó, có màn hình giải trí riêng. Và chúng ta sẽ có thêm những cái tính năng thực sự là tuyệt vời, hệ thống loa đằng sau rồi, nó đem lại trải nghiệm vô cùng là tuyệt vời. Và khi chúng ta cần 7 chỗ thì chiếc xe này vẫn đảm bảo những cái yếu tố liên quan đến những cái hàng ghế sau rất là rộng rãi và thoải mái anh chị nhé. Đây, chúng ta gập hàng ghế xuống, chúng ta sẽ có 7 chỗ ngồi, vẫn rất rộng rãi và thoải mái và vẫn có khoang để đồ rất là rộng. Và khi chúng ta không sử dụng đến 7 chỗ thì thực sự là nó đem lại khoang cốp phải lên tới gần 1.000 lít anh chị nhé. Thực sự là vô cùng rộng rãi. Chúng ta sẽ có thêm điều chỉnh ghế bằng điện này, chúng ta sẽ có thêm những cái cổng sạc
115V, 100W thực sự là vô cùng tiện ích. Và cái trải nghiệm lái đem lại chiếc xe này em đã nói rồi, thực sự là vô cùng tuyệt vời. Và anh chị quan tâm đến cái mẫu xe Lexus LX 570, cái mẫu xe được mệnh danh là Boeing mặt đất này, hãy liên hệ trực tiếp cho em Quân qua cái số điện thoại là 0923 112279, hoặc đến trực tiếp showroom em có địa chỉ tại Auto 19 Lô 2 Nguyễn Thánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội để được lái thử và trải nghiệm cái mẫu xe này. Một lần nữa cảm ơn quý vị anh chị đã lắng nghe video của em. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.